Shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông lên cái clip này và muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của shop đến tất cả mọi người về cách chúng ta sẽ chăm sóc cho lan. Và hôm nay cái chủ đề Shop Hoa Lan Rừng muốn gửi tới mọi người đó là chủ đề về làm sao chúng ta chọn một giá để trồng ổn định và tốt nhất cho cây lan nha mọi người nhé. Thì cái vấn đề này hôm nay thì shop sẽ đưa lên những cái giá thể mà mọi người có thể là trồng hàng ngày. Đầu tiên mọi người có thể chú ý chính hình mà có nghĩa là than à. Thì than thì cũng là một loại giá thể khá nhiều người gọi là chọn để chúng ta sử dụng để chúng ta có thể là trồng lan. Nhưng shop hôm nay sẽ nói về một số ưu điểm, nhược điểm của than đầu tiên mọi người nhé. Có ưu điểm của than là thứ nhất là nó cũng là một giá thể nhẹ, nó không làm ảnh hưởng vườn, và thứ hai nó để tốn giá thể hơn, và than nó cũng giảm chi phí giá thể trồng chúng ta xuống. Đó là cái ưu điểm của nó. Còn cái nhược điểm của than ấy, thì nó có những cái nhược điểm như thế này. Đối với những cái dòng công nghiệp thì vẫn trồng than được mọi người nhé, vẫn trồng than được. Nhưng mà đối với những dòng giải hạt phi điệp hoặc là thân thòng, hàng lai hàng thân thòng thì chúng ta không nên trồng than. Vì nguyên nhân vì sao? Thì khi mà cái than á vào mùa mưa như thế này nè, thì ví dụ như anh em nào ở vườn không có mái che thì thật ra là cái lượng mưa rất là nhiều, thì cái than là cái tính nó là tính hấu nước, thì khi mà cái lượng nước nó giữ trong than khá là nhiều, và nó làm ra cho cái độ gọi là cái độ thoát nước và cái độ ẩm của trong chậu không được tốt. Khi nào nó cũng giữ cái nước rất là nhiều trong cái giá thể của nó, là trong than nó giữ nước rất là nhiều, thì nó dễ làm cho cây gọi là bị úng rễ, hoặc là thứ hai là dễ bị làm cho cây khi mà nó bị úng rễ xong á, nó bị đen đầu rễ, thì tuyến trùng nó sẽ xâm nhập vào rễ và có thể làm ảnh hưởng đến bụi lan của chúng ta. Và cái vấn đề tiếp theo mà shop muốn đưa thêm tới cho mọi người đó là về than thì có tính hút nước. Thì mà mọi người chú ý là vào mùa nắng á, thì khi mà chúng ta tưới cho cây á, thì thường thường như những giá thể trồng khác thì phải tầm 2-3 hôm chúng ta sẽ tưới lại. Nhưng mà than nó sẽ khi mà chúng ta tưới xong nó sẽ rút nước đi, và nó sẽ hút ngược lại từ nước từ trong cây lan chúng ta vào trong giá thể. Tại vì nó là cái tính hút nước nên nó sẽ làm dễ làm mất nước của cây chúng ta nhiều hơn. Nên là cái đầu tiên khi chúng ta trồng dòng phi điệp hoặc là giải hạt thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ không chọn là giá thể than mọi người nhé. Nó sẽ tốt hơn sự lựa chọn khác, nó có nghĩa là còn rất là nhiều, chứ không phải nhất thiết là than nha mọi người. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua trường hợp đầu tiên là than. Trường hợp thứ hai ở shop muốn nói đó là giá thể thứ hai là cây gỗ. Thì mọi người cũng biết là trên thị trường anh em rất là biết là cây vú sữa là mọi người thường nói là nó sẽ rất là tốt cho lan. Và tốt như thế nào thì thực ra là một số anh em hoặc là mọi người chưa nắm cây vú sữa vì sao nó tốt, hoặc là chỉ nghĩ là cây vú sữa là cây nó sẽ là nó là một giá thể trồng thứ nhất là nó tốt, và thứ hai nó sẽ giúp cho cây nó phát triển tốt. Nhưng mà theo bên shop trồng á và cảm nhận giá thể trồng bằng gỗ, thì khi chúng ta trồng cái lan á với một thời gian khá là dài, thì khi chúng ta trồng như vậy thì một cây gỗ thì ví dụ như những cây lũa thì thời hạn nó sẽ lâu hơn, có phải là mười mấy năm, 20 năm thì nó mới mục. Còn những cây gỗ mà không đảm bảo á, thì mọi người chú ý trong shop nè. Thứ nhất là cây nó sẽ mục, giá thể thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 3 năm đến 5 năm thì giá thể nó cũng phải thay. Thì mọi người biết trồng một cây hoặc là một mầm mà để thành một cái giò lớn á, thì mất phải từ 3 đến 5 năm. Thì trong khoảng thời đó nếu mà chúng ta trồng trên gỗ thì chúng ta phải, có nghĩa là phải nhổ ra và thay lại. Tại vì khi đó cái giá thể gỗ nó đã mục rồi. Đó là cái vấn đề đầu tiên shop muốn hướng em tới. Vấn đề thứ hai là cái giá thể gỗ nó ẩn chứa rất là nhiều thứ như là nấm. Như mọi người thấy trên hình là nấm, tất cả là nấm. Thì khi mà nấm này nó mọc trên gỗ thì nó ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Đó là điều chắc chắn anh em cũng biết. Và thứ hai nó dễ làm cho cây nó mọc bệnh. Tại vì trong nấm nó sẽ chứa những con vi khuẩn vi trùng khá là nhiều. Khi chúng phân hủy đó mọi người thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây khá là mạnh mẽ. Và ở đây á, tất cả mọi người đều biết á, cái vấn đề á, là chúng ta sẽ hướng theo cái cây lan theo một cái hướng tốt nhất. Và chúng ta sẽ chọn giá thể ngay từ ban đầu để chúng ta không phải là làm đi làm lại và ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây lan. Thì shop sẽ đưa lên tiếp theo, shop trên shop tin dùng hai loại. Thứ nhất là vỏ thông,
như mọi người đã thấy. Thì cái vỏ thông này shop nói luôn là cái độ hoai mục nó rất là lâu đó, và trong vỏ thông nó có nhựa vỏ thông nó cũng sẽ khá là tốt. Cái nhựa vỏ thông thì mọi người biết nó kháng khuẩn khá là tốt, nên nó cũng có thể là gọi là một phần kháng khuẩn khá tốt cho cây khi nó bám vào. Đó là như vậy. Thì đó là đầu tiên. Và thứ hai, cái vỏ thông này ấy, thì nó sẽ giúp cho chậu mình nó không giữ cái lượng nước quá nhiều, hoặc là nó không có làm cho cây nó rót nước bằng nắng, mà nó không có tính hút nước, nó háo nước mọi người ạ. Thì nó sẽ làm cho dung hòa hơn, cái cây giữa mùa nắng mùa mưa nó sẽ dung hòa hơn, nó sẽ không phải như những cái giá thể trước mà shop đã đưa lên. Và thứ ba, cái vỏ thông này á, nó đưa đến một cái điều tốt thế này, là nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái tình trạng chậu chúng ta sẽ đi lâu dài, chứ nó không phải là một sớm một chiều là nó sẽ hư hỏng hay gì cả. Nên là cái vỏ thông là cái lựa chọn hàng đầu ngay bây giờ, là chúng ta có thể lựa chọn để trồng ngay hôm nay là để ổn định cái vườn. Và thứ hai á, và tiếp theo là shop sẽ đưa tiếp, đó là tiếp theo đó là giớn. Thì giớn cũng là một cái giá thể trồng khá tốt. Thì mọi người biết cái giớn là cái gọi là nó cũng dung hòa khá tốt, nó thoát nước khá tốt, nó không giữ nước trong chậu hoặc là trong bản giớn. Thì chúng ta có thể trồng nhiều cách, như là xay nhuyễn, hoặc là chúng ta trồng thành bản, hoặc là cắt từng lát ra như lát thớt. Thì chúng ta có thể trồng rất là nhiều cách chúng ta trồng, và nó cũng có thể là một nơi để chúng ta có thể là bỏ phân bón vào nơi là chúng nó giữ lấy phân bón này thôi, để cho cây năng từ cũng khá là tốt. Nên cái giớn cũng khá là ok để mọi người có thể là chọn cái giớn. Thì theo shop thì có hai cái giá thể mọi người có thể chọn, thứ nhất là vỏ thông và thứ hai là cái giớn. Thì giữa cái vỏ thông và cái giớn nó sẽ có hai ưu điểm và nhược điểm khác nhau như thế này. Cái vỏ thông á, thì nói về độ thẩm mỹ, thì khi mà chúng ta lên cái chậu hoặc là lên một cái, thì cái vỏ thông khi nào nó cũng sẽ đẹp hơn giớn cả, cái đó là điều chắc chắn anh em là cũng biết. Thì giữa giớn và vỏ thông thì tùy theo điều kiện của mọi người hoặc là kinh tế của mọi người và muốn đầu tư cho cái vườn mình như thế nào, thì chúng ta sẽ lựa chọn cho chúng ta một cái giá thể trồng khá là tốt mọi người nhé. Thì clip hôm nay shop chỉ làm tới đây thôi, và những cái clip sau thì shop sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta trồng, chúng ta xử lý, chúng ta trồng. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn giá thể, thứ hai chúng ta sẽ xử lý giá thể, và thứ ba chúng ta sẽ trồng. Thì cái xử lý giá thể là cái cực kỳ quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu trồng một cây giả hạt hoặc là thi điệp hoặc tất cả một loại lan nào đó, nó cực kỳ quan trọng mọi người nhé. Cái bước đầu tiên chúng ta làm ok thì những cái bước sau này thì mọi người sẽ khỏe. Nếu như những cái bước đầu tiên như thế này cơ bản mọi người bỏ qua, thì chắc chắn là sau này thứ nhất là vườn sẽ bị bệnh nè, tiêu hao về tài sản. Thứ nhất đó là cây chúng ta sẽ chết, hoặc là nó sẽ bị bệnh, phải tốn tiền mua thuốc rồi bắt đầu tốn công phun thuốc. Thì ngay từ ban đầu này chúng ta sẽ phòng và chúng ta sẽ chọn cho chúng ta một cách tốt nhất mà theo shop là shop đã trồng và shop cảm nhận thì shop chia sẻ. Nếu mọi người thấy clip này hay thì có thể đăng ký kênh và xem những clip tiếp theo để shop chia sẻ mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem theo dõi clip và mong mọi người sẽ ủng hộ shop hơn được Đắk Nông để kênh này càng phát triển hơn bằng cách đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi nha mọi người nhé, để xem những clip mới nhất của bên shop gửi tới mọi người. Ok, chào tất cả mọi người.